Bà thì lớn tuổi rồi thì nó ngay là hay bị nhức mỏi, rồi nhiều khi cũng trằn trọc khó ngủ lắm. Mà nhà thì bận rộn quá, con cháu đứa thì đi làm đi học, chẳng có ai nhà chăm sóc. Bà nhà mới bảo nhau bỏ thôi gom góp tiền lại cố gắng mua cho bà cái ghế. Được cái ghế này thì bà lúc nào bà mua nó nhức mỏi hay là khó ngủ gì thì bà lên bà ngồi thế thì con cháu nó cũng yên tâm một phần nào. Nói ngay hồi trước cũng có xài mấy cái mà nó chỉ có xoa bóp ở cái lưng thôi, mình ngồi mình dựa vào lưng rồi nó xoa bóp cái phần lưng thôi thì nó không bằng cái này được. Cái này thì toàn thân hết, từ dưới bàn chân lên tới đầu, rồi là nó có những cái ví dụ mở tay thì mình điều chỉnh vào tay hoặc là vào chân. Nhất là mấy cái gáy nhiều khi khó ngủ ấy, nó xoa xoa mấy trên cái gáy đấy, nằm cái nhiều khi ngủ quên luôn ở trên cái ghế đó.